Thưa quý vị, liên quan đến chiến sự khốc liệt giữa lực lượng Israel và nhóm vũ trang Hamas tại dải Gaza, lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas đã gây ra bất ngờ cho Israel trong đợt tấn công ồ ạt vừa qua. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy cả quân đội và tình báo Israel vẫn làm chủ tình hình. Có những dự báo cho rằng Hamas có thể đánh mất quyền kiểm soát Gaza trong cuộc phản công của Israel. Hôm 7 tháng 10 năm 2023, lực lượng Hồi giáo Hamas đã tấn công Israel, nhanh chóng chiếm được một số khu định cư ở biên giới và thiết lập kiểm soát đối với một khu vực lãnh thổ rộng lớn. Lực lượng Hamas sử dụng máy ủi để húc đổ hàng rào biên giới giữa Gaza và Israel. Giành được yếu tố bất ngờ, quân Hamas đã kiểm soát được một phần các thành phố tương đối lớn của Israel như Sderot, Netivot, Ashkelon và Ofakim, cũng như một số khu định cư và nông trang tập thể kiểu Israel ở các khu vực vùng biên. Lực lượng Hamas cũng đột kích căn cứ của quân đội Israel tại Rim và Nahan O. Quân đội Israel đã hứng chịu tổn thất đáng kể về nhân lực. Tất nhiên là các lực lượng trên có những yếu kém nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung quan điểm cho rằng các cơ quan tình báo và phản gián của Israel bị bất ngờ hoàn toàn trước làn sóng tấn công của Hamas vừa qua là một sự thổi phồng. Trên thực tế, gần như tất cả các hoạt động của Hamas ngay trước ngày 7 tháng 10 đều không liên quan đến việc chuẩn bị cho một cuộc xâm lấn vũ trang lớn như trên. Ngay cả bộ phận tình báo kỹ thuật tinh vi nhất của Israel cũng khó lòng tiết lộ được đội hình của các nhóm tấn công, việc triển khai lực lượng hậu bị và những thông tin khác trước khi diễn ra một cuộc tấn công vũ trang như thông thường. Đành rằng có một số hoạt động di chuyển quân dọc theo biên giới Gaza-Israel và việc chế tạo rocket Qassam trong vô số xưởng quân giới của Hamas, nhưng tất cả các việc này vốn rất phổ biến ở dải Gaza. Hoạt động biểu tình hua súng AK, súng máy và súng B-41 không có gì lạ lẫm ở mảnh đất này, còn hiện tượng đưa một vài xe ủi tiến về biên giới cũng khó làm người ta liên tưởng tới việc tạo cửa mở cho một cuộc đột kích chớp nhoáng bất ngờ. Ở đây cần phải lưu ý rằng Hamas không cần thêm lượng lớn vũ khí khí tài mới, thứ có thể bị các cơ quan tình báo phát hiện ra để tiến hành cuộc tấn công vừa qua. Hamas có sẵn nguồn lực để tiến hành hành động quân sự trên quy mô đó. Ngoài ra cũng phải nói thêm rằng, vì các lý do khách quan, Israel rất khó cài điệp viên vào hoạt động trong cộng đồng dân cư Ả Rập ở Gaza. Do vậy, có lý khi nói rằng tình báo Israel có trách nhiệm trong vụ Hamas đột kích sâu vào lãnh thổ Israel, nhưng mặt khác vẫn phải tính đến các hoàn cảnh nêu trên. Một số chuyên gia nghi ngờ hiệu quả của hệ thống phòng không vòm sắt. Tuy nhiên, có một thực tế là mọi hệ thống phòng không đều gặp phải giới hạn trước tốc độ bắn của đối phương, nghĩa là hệ thống chỉ đánh chặn được mục tiêu trên không khi các mục tiêu đó xuất hiện ở mức độ vừa phải. Thí dụ 25 quả rocket trong 1 phút. Khi Hamas phóng tới 5.000 quả rocket Qassam trong 20 phút, không vòm sắt nào có thể xử lý được hết các quả rocket phóng tới. Nếu mỗi quả rocket cần được bắn hạ bằng loạt 2 quả tên lửa, thì bên phòng thủ sẽ cần phóng tới ít nhất 10.000 tên lửa phòng thủ, mà mỗi quả này có giá tới 20.000 đô la Mỹ, theo thời giá năm 2014. Không phải ngẫu nhiên Israel đã phải xin thêm vũ khí từ Mỹ. Lại có thông tin nói rằng đội hình Hamas đã chiếm được một số xe tăng Merkava, bao gồm biến thể mới nhất của quân đội Israel, và một số xe tăng như vậy đã bị đốt cháy. Tuy nhiên, ít khả năng lính Hamas sẽ sử dụng được xe thiết giáp này trong chiến đấu vì việc đó đòi hỏi một cấp độ huấn luyện hoàn toàn mới. Theo một số báo cáo, Hamas thậm chí còn chưa biết cách khởi động một chiếc Merkava biến thể mới nhất, huống chi là sử dụng được hệ thống điều khiển hỏa lực của nó. Do vậy, chiến binh Hamas chưa thể hiện được kỹ năng vượt trội nào về mặt nghệ thuật quân sự. Một số nhà phân tích đã thổi phồng khả năng các đơn vị Hamas thực hiện đợt tấn công vừa qua nhờ vào phân tích kinh nghiệm quá khứ của bản thân và điểm yếu của đối phương, cũng như dựa trên nghiên cứu chi tiết xu hướng nghệ thuật quân sự hiện đại trong các khu vực xung đột vũ trang. Nếu nhóm du kích Hezbollah, nhóm Shiite ở Liban, đồng minh của Iran tham chiến ủng hộ Hamas, tình hình chung của Israel chắc chắn sẽ trở nên phức tạp, nhưng đồng thời cũng không nên phóng đại năng lực tác chiến của Hezbollah. Trong tiến trình xung đột vũ trang ở Syria, họ chưa chứng minh được mình là lực lượng quân sự đáng gờm. Vấn đề quan trọng hơn và phức tạp hơn cho quân đội Israel là trong dải Gaza đông đúc dân cư, gần như không thể tách mục tiêu Hamas ra khỏi dân thường. Giới lãnh đạo Israel cần xác định rõ mục tiêu chiến lược trong xung đột vũ trang với Hamas. Các lực lượng công nghệ cao, hiện đại của quân đội Israel đủ khả năng đánh bại đội hình Hamas khi đối đầu trực diện. Quân đội Israel đã khôi phục quyền kiểm soát đối với tất cả các lãnh thổ và trung tâm dân cư mà các đơn vị của Hamas vừa chiếm giữ. Tuy nhiên, ít khả năng trong xung đột lần này, quân đội Israel sẽ dừng lại ở biên giới lãnh thổ của họ. Quân đội Israel có thể tìm cách gây thêm tổn thất cho các lực lượng quân sự Hamas để phong trào vũ trang Hồi giáo này giảm khả năng đấu tranh vũ trang trong nhiều năm tới. Khi ấy, khả năng cao quân đội Israel sẽ sớm triển khai các vũ khí mới nhất của mình, bao gồm các loại bom uy lực, chuyên phá bong ke, hầm ngầm. Ngoài ra, Israel còn phải giải cứu tù binh và con tin vừa bị Hamas bắt giữ. Như vậy, một cuộc tổng tiến công trên bộ của quân đội Israel vào Sa'ara nhiều khả năng sẽ sớm bắt đầu. Trong tình huống đó và xét đến bối cảnh hiện nay, không thể loại trừ kịch bản toàn bộ lãnh thổ dải Gaza hiện do Hamas cai quản sẽ mau chóng được đặt dưới quyền kiểm soát của Israel.
Hamas xây kho vũ khí bằng cách nào khi bị Israel phong tỏa 17 năm? Chuyên gia nêu lý do lực lượng Hamas vẫn có khả năng xây dựng kho vũ khí gồm rocket, tên lửa, UAV cho dù khu vực Gaza do nhóm kiểm soát bị Israel phong tỏa gần 20 năm qua. Trong cuộc tấn công bất ngờ ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel, Hamas đã sử dụng hàng loạt vũ khí như rocket, tên lửa, UAV gắn thuốc nổ, đạn dược. Theo giới quan sát, câu hỏi đặt ra là vì sao Hamas có số lượng lớn vũ khí để thực hiện cuộc tấn công, dù khu vực dải Gaza đã bị Israel siết phong tỏa 17 năm qua, kể từ khi Hamas lên nắm quyền vào năm 2006. Theo CIA, Hamas đã tự chế tạo vũ khí với nguồn lực hạn chế, đồng thời dường như nhận được sự hỗ trợ từ Iran, đối thủ không đội trời chung với Israel trong khu vực. Iran đã bác bỏ thông tin họ hỗ trợ trực tiếp cho Hamas trong cuộc tấn công cuối tuần qua. Mỹ và Israel chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy Tehran đã giúp đỡ lực lượng này thực hiện cuộc tập kích bất ngờ. Mặc dù vậy, các chuyên gia đặt ra nghi vấn rằng Iran dường như từ lâu đã trở thành nhà cung cấp vũ khí chính cho Hamas, đưa các mặt hàng này vào giải đất hẹp thông qua hệ thống đường hầm xuyên biên giới hoặc xuồng thông qua đường biển. Một chuyên gia tại chương trình quốc phòng và an ninh tại Viện Trung Đông MEI ở Mỹ cho biết, cơ sở hạ tầng đường hầm của Hamas vẫn rất lớn, mặc dù Israel và Ai Cập thường xuyên phá hủy chúng. Trong khi đó, ông Daniel Bayman từ trung tâm CSIS của Mỹ cũng đồng ý với nhận định rằng Hamas có thể đã nhận vũ khí từ Iran thông qua các đường hầm bao gồm cả những tổ hợp tầm xa. Ngoài ra, một chuyên gia khác cho rằng Iran có thể đưa tới Gaza các bộ phận vũ khí tháo rời thông qua đường biển để Hamas tiến hành lắp ráp. Mặc dù vậy, với sự phong tỏa từ Israel, các hoạt động này được xem là không thể diễn ra với quy mô lớn. Vì vậy, Iran cũng được cho là đã hỗ trợ và hướng dẫn Hamas tự sản xuất vũ khí để nâng cao tiềm lực quân sự. Kho vũ khí tự sản xuất. Tại Gaza, Hamas có các nhà máy sản xuất rocket với tầm bắn tối đa 250 km, đạn cối, súng trường và đạn dược. Hamas sở hữu năng lực sản xuất hàng nghìn rocket để bắn về phía Israel trong các cuộc tấn công. Ngoài ra, họ cũng có khả năng sản xuất UAV. Theo Business Insider, vào ngày 7 tháng 10, Hamas đã sử dụng một phi đội UAV thô sơ để kích hoạt vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Israel. Theo chuyên gia máy bay không người lái James Patton Roger tại Đại học Cornell của Mỹ, UAV giá rẻ của Hamas là vũ khí chủ chốt về mặt chiến thuật để lực lượng này tấn công Israel. Trong vụ việc cuối tuần trước, Hamas dường như đã nhận dạng chính xác các điểm Israel đặt tháp canh, tháp an ninh, đồn gác, tháp liên lạc, camera an ninh của Israel để phóng UAV. Đòn tấn công này đã khiến cho Israel bị bất ngờ, bị cắt đứt liên lạc và không thể gọi tiếp viện trợ kịp thời. Câu hỏi đặt ra là Hamas lấy đâu ra nguồn nguyên liệu để tự sản xuất vũ khí khi giải đất này đã bị phong tỏa gần 2 thập niên khi Gaza về cơ bản không có hoạt động sản xuất công nghiệp nặng. Theo chuyên gia, Hamas dường như đã sử dụng sắt vụn để chế tạo vũ khí. Nguồn gốc của loại sắt này có thể là những mảnh vỡ còn sót lại từ các cuộc không kích vào Gaza từ Israel trong thời gian dài. Để có được lượng vũ khí lớn nhằm thực hiện vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10, Hamas dường như đã có sự chuẩn bị từ lâu, có thể mất tới thời gian vài năm.